Em đến chỗ nhà họ DB đang ở đâu? DB đang ở đâu? Đập nào. Xin chào cả nhà. Xin chào bạn Châu Nguyễn. Đầm Sen hôm nay thất thủ rất là đông. Anh ơi vui vui nhỉ, thử nhiều chưa? Không, anh chào rồi anh nhắn. Anh không bao giờ chủ vui. Anh Lâm đi đâu đấy anh Lâm? Đi đâu đấy ạ? À? Bây giờ anh đi đâu đấy ạ? Anh chụp mấy kiểu đây nữa xong là... Rồi. Sen hôm nay thất thủ rồi mọi người ơi, rất là đông. Mọi người xem rất là đông ạ. Vô địch quyền tiền. Thôi chị ơi, cho em xin về áo để em đi về đây. Xin chào bạn Linh Trang. Linh Trang ơi, mình đang ở đầm Sen Hồ Tây bạn nhé. Sen này thì nhiều, rất là nhiều ạ. Hoa bắt đầu nở rất là nhiều rồi ạ. Các mọi người có thể xem này, rất là đẹp. Đây là cô gái hôm nay làm khách của bên mình này. Xin chào bạn Hồng Thư, thích quá Hồng Thư ơi, hãy làm ngay một bộ sen đi ạ. Rất là đẹp. Mình thấy mọi người chụp rất là đẹp ạ. Trang Anh, xin chào bạn Trang Anh. Vui quá chị nhỉ. Trang Anh ơi, hôm nay ở ngoài này rất là đông ạ. Bạn có thể xem này. Mình quay thì mọi người có nhìn rõ không ạ? Xin chào bạn. Đầm Sen này là đầm Sen ở Hồ Tây bạn nhá. Đây là đầm Sen Hồ Tây ạ. Sen bắt đầu nở rất là đẹp rồi. Mọi người có thể xem này, hoa sen này. Trang Anh, Trang Anh ơi, đúng rồi đấy ạ. Ra ngoài này thì rất là thơm. Mọi người có thể nhìn thấy nhá, sen bắt đầu nở rất là nhiều rồi ạ. Đây mình quay để cho mọi người xem nhá. Hôm nay bạn khách cũng rất là xinh nữa. Đẹp quá đi Hà. Cảm ơn bạn Lê Tuyên. Em chưa có kiểu ăn này. Hôm nay chụp 7 người à? 7 như chụp to chứ không phải là chụp ấy đâu. Chụp
đã chụp một cái ở trên. Ô, cẩn thận nhá, đừng quốc mà có người đi qua đấy. Thanh Nguyên cho em thay mặt chị quay đi ạ. Thấy mặt chị quay đi ạ. Thanh Nguyên ơi, hiện tại thì mình đang bịt bọc rất là kín, ngoài này rất là nắng ạ. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn Kim Chi. Mình bật mí nha, anh thợ chụp này tên là Lâm đấy ạ. Rất là hiền và vui tính. Thế mọi người có thể xem không? Ngoài này hôm nay rất là đông ạ. Xin chào bạn Úc Sen. Úc Sen ơi, đầm sen này, đầm sen ở Hồ Tây bạn nhá. Vì cái cầu tre nó rất là nhỏ nên là mình không thể đi ra ngoài đấy được. Trang anh ơi, thật là tiếc là anh ấy sắp cưới rồi ạ. Xin chào bạn. Đây là đầm sen Hồ Tây bạn nhá. Mọi người có thể xem này, sen bắt đầu nở rất là nhiều ạ, rất là đẹp. Đây mọi người có thể xem bên này có thể rõ hơn này. Ốc sen ơi, ốc sen ơi, ở địa điểm là thung lũng hoa đi vào đấy ạ. Mình quay thì mọi người nhìn có rõ không ạ? Xin chào bạn Trung Hậu. Trung Hậu ơi, mình đang ở đầm sen Hồ Tây bạn nhé. Cảm ơn bạn Úc Sen. Úc Sen ơi, hiện tại bên mình có rất là nhiều chương trình khuyến mại ấy, thì bạn có thể đăng ký nhé. Cảm ơn mọi người. Đẹp quá, cảm ơn bạn Hải Nguyễn. Em mình sẽ quay rõ mặt bạn mẫu nhé. Rõ mặt bạn khách. Trời ơi, cầu rất là nhỏ, đi rất là sợ. Thế mọi người có thể xem này. Em ở ngoài. Gói sen bao nhiêu bạn? Hải Nguyên ơi, hiện tại bên mình khuyến mại chỉ với 299k thôi bạn nhá. Là mình đã có một chọn gói đi trực sen rồi ạ. Bạn có thể để lại số điện thoại, bên mình sẽ gọi điện tư vấn chi tiết nhá. Xem khách kia đến chưa chị? Đang nhìn thấy cái gì kìa? Xin chào bạn. Chụp nhóm nào? Như đầm sen này ở Hồ Tây bạn nhá. Xin chào bạn Thanh Trâm. Thanh Trâm ơi, mình hãy nhanh tay làm ngay một gói chọn sen đi ạ. Sen Hồ Tây mọi người có thể xem này, nó rất là đẹp rồi. Hoa nở nó rất là nhiều rồi ạ. Xin chào bạn Ốc Sen, mình tên là Yến nhá. Đây mọi người có thể xem, thì rất là đông. Trời ơi, cái cổng đỏ.
mà đi vào với em cái. Đi vào không? Ok, thế ngồi xuống với em cái. Rồi, đẹp rồi, chào anh. Rồi, vui nè. À, xin chào bạn Nguyễn Duyên, đây là đầm sen Hồ Tây bạn nhá. Rồi, vui nè, chuẩn rồi. Ok, vui, chung chuyện lên cầm thì... Mình đang đứng chung nhưng mà chiếc cầu rất là sợ. Rồi, thế, rồi đẹp. Xin chào Thảo Ly. Thảo Ly ơi, đây là đầm sen ở Hồ Tây bạn nhá. Mình có thể nhanh tay làm ngay một gói chụp sen ạ. Bạn khách bên mình hôm nay xinh quá ạ. Trông rất là hiền. Rồi, vui nè. Cảm ơn bạn Úc Sen. Chúc Úc Sen một ngày vui vẻ nhá. Lê Thúy ơi, càng nắng hay càng đẹp đấy ạ. Đi chụp sen đây này thì nắng một chút thì ảnh sẽ càng đẹp đấy ạ. Ngồi xuống xem giờ một cái nữa thôi. Rồi ok, nhắm mắt. Xong rồi anh. Đây đây anh Tiên đây rồi. Em cứ tay đồ kia thì em xin chào bạn Linh ốc. Linh ốc ơi, mình đang ở sen Hồ Tây nè. Thanh Tâm ơi, trời ơi đông dữ. Thanh Tâm ơi, hôm nay ngày cuối tuần mà rất là đông ạ. Đây chị ơi. Đây từ 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 từ. Luôn tiểu lằng này ăn. Ô áo xanh ơi, vít nhẹ nó gãy hoa nhá. Vít nhẹ nó gãy hoa. Cho cho mình qua đây nào. Cẩn thận ngã đấy. Từ 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 cẩn thận ngã đấy. Hồ sen nhìn thích thật. Cảm ơn bạn Hoa Hồng. Cao cầm lên nào. Ok, cô lật lại cái tay vào xong này. Đấy, đúng rồi, thấy quay mặt đây một tí nào. Quay mặt đây, ok. Thí sinh à. Ê, chụp bao thương, một nhóm chụp thương mà. Cô ngồi dưới cho con luôn. Xin chào Thanh Tâm. Thanh Tâm ơi, chỉ với 299k bên mình thì bạn đã có một trọn gói chụp sen rồi nhá. Mình đang ở đầm sen Hồ Tây ạ. Địa chỉ ở đâu vậy ạ? Xin chào cả ba lá. Mình đang ở đầm sen Hồ Tây. Hoa sen bắt đầu nở rất là đẹp rồi ạ. Mọi người nhìn có rõ không ạ? Xin chào 400 bạn đang xem. Xin chào Thu Hằng. Bé đáng yêu quá à. Quần xong một cổ đi, không hiểu sắp xuống này. Đây một cô bé rất là đáng yêu. Rồi. Đúng rồi đó. Xin chào Tuyền Phạm. Tuyền Phạm ơi, Tuyền Phạm. Mẹ ơi, chị Mô Cha, mình quay ra đây. Bạn để lại số điện thoại nhá. Bên mình sẽ inbox tư vấn chi tiết nhá. Xin chào Thu Phương. Thu Phương ơi, chỉ với 299k thì mình đã có một trọn gói chụp sen rồi ạ. Anh Lâm đâu rồi ạ? Anh Lâm ơi, bạn đi đâu ạ? Từ nhá, để em
dùng lượng đuối nước kìa. Quay thật người luôn này. Quay thật người luôn, quay luôn. Xin chào Út Ngân. Bóng hoa đá. Quay thật người này. Bạn kia xinh quá. Chào chú. Quay trái luôn này. Nghe xuống. Đóng lên vào đó. Đâu đi cho mẹ. Tầm xuống. Đâu ngả bên phải nữa đây. Xin chào Hàng Đỗ ơi, chỉ từ 2 người trở lên là các gói đã giảm giá rồi đấy ạ. Em xin lỗi. Lưng. Xin chào Ngô Thu Hằng. Ngô Thu Hằng ơi, từ 2 người trở lên thì mỗi trên mỗi combo là đã được giảm rồi ạ. 7 người này vãi chảy. Rồi ok, em ngồi ghé xuống ta. Tập thể đâu, tập thể đâu ơi. Xin chào Thu Nguyệt. Thu Nguyệt ơi, bạn có thể ghé qua ảnh viện nhá. Mình vào luôn. Mình sẽ tư vấn tất cả các gói chi tiết ạ. Dạ. Đấy vào sắp luôn đi. Chị sắp đứng hàng đi. Đây, 7 người em mệt tới cả bọn chị 7 người ạ. 7 hết thì mẹ. Mệt giả Huệ Lê, nơi mình ở được lên sóng. Bạn cũng đang ở Hồ Tây ạ. Xin chào bạn Mai Luyến. Mọi người ơi, mọi người có thể xem này. Ngoài này hôm nay rất là đông. Đâu thì kìa, em không mình đâu nhỉ? Chị Diệu ơi. Rất là đông. Thu Nguyệt ơi, Thu Nguyệt để lại số điện thoại để bên mình tư vấn chi tiết nhá. Đi đi. Đâu rồi, còn chị đâu? Xin chào bạn Thao Trần. Thao Trần ơi, mình đang ở Sen Hồ Tây ạ. Đi qua người ta đi. Cả ba người, cả bốn người, năm người vào đấy. Đứng hẳn một giang đấy chị. Thu Nguyệt ơi, đây là đi chụp sen nhá. Mà xong à? Đây mọi người có thể xem nha. Thôi đây em ra bây giờ đây ạ. Hôm nay rất là đông, xin lỗi mọi người. Xin chào Thương Lợn. Anh Thương. Anh Thương ơi. Cảnh đẹp quá. Cảm ơn bạn nha. Xin chào bạn Trường, đây mình đang ở Sen Hồ Tây nhá. Đây mình sẽ kê hở răng ra chứ. Đây là ekip bên mình này. Quan trọng em có nhìn được không thôi. Em phải chịu khó cười lên nó mới hết được cái này. Em không cười lên mặt nó nhăn lắm. Chú Hàng. Bình tĩnh nha. Nào em gái. Nào cái chán nào, cái chán nào, giãn chán ra nào. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Cầm nón ra như nào. Tay cầm hai bên như này. Đấy đúng rồi, thẳng lưng lên nào. Đấy nhìn đây em gái ơi. Đấy cười tươi đi em ơi. Xin chào bạn Dung Nguyễn. Nào răng đâu rồi, cười tươi lên xem nào. Em không cười thì nó giảm hết được cái này. Chị mới chọn gói là 299k nhá. Mình đã có 2 trang phục ạ, một áo dài, một yếm đi chụp rồi bạn nhá. Muốn đi quá, bạn ơi sen đang nở rất là đẹp ạ, mọi người tranh thủ đi ạ. Thế mọi người có thể thấy này,
ra chụp sen này có rất là nhiều lứa tuổi đi chụp. À, chắc là do tình trạng mạng đấy ạ. Đứng dọc theo cầu ấy, nữa. Rồi, chân bên phải đẩy ra sau. Đứng vững. Cô để chân trên, nó tiến trong một cú đen, kéo sát hoa mọi người. Rồi, xoay má lên một xíu là đổ cái vai xuống một xíu. Thế anh thợ chụp rất là vất vả. Xoay vai bên đây. Rồi, nhìn vào bên này. Rồi, xin chào Huyền Trang ơi, mình đang ở sen Hồ Tây nhá. Kéo sát hoa mọi người. Kéo hoa sau giấu đi. Rồi, kéo hoa xuống một chút nữa. Nhìn vào một xíu nữa. Xoay vai lên một xíu nữa. Nữa. Rồi, đúng rồi. Thấp cái cán hoa xuống chút nào. Cán hoa đằng sau ấy. Thấp xuống. Đúng rồi, nhìn đây. Nhìn đầu chút nào. Bên này. Rồi. Và đổi chậm thôi. Nguyên nhá. Nguyên đầu một xíu nữa. Nguyên nước cầm lên xíu. Ba vừa thôi. Nguyên đầu. Rồi, cười xinh. Rồi, nhìn bố một cái nào. Nguyên nhá, nhìn bố một cái. Nguyên đầu một xíu. Rồi, đúng rồi. Huyền Trang ơi, mình ở đâu vậy? Đây, áo dài vàng rất là nổi này. Mà em ngồi đây, sẵn cái quần đấy, sẵn quần này luôn. Chịu, cô này không nhìn được. Thẳng lưng cho con, thẳng lưng cho con. Cô này không chụp được đẳng, không nhìn được. Khổ thân chị. Ok rồi nhá. Có nhìn lưng bạn chắc kìa. Chụp áo xấu. Cô ơi, tay che nắng cái ra, che nắng nhà. Không phải tôi bỏ không rửa tay lên. Xin chào Ngọc Lân. Đúng rồi. Ngày bên này cô ơi. Ngày bên này. Đó là che đây là sâu sáng, các mặt tất kia. Quá đúng rồi, xinh quá. Thôi cháu đi tìm anh Lâm. Bằng màu luôn, bạn áo trắng ngồi giữa. Không Nguyên okay. Nào. Rồi, kệ xin đây. Rồi, vui này cái tay mềm lên nha. Nguyên chân để sao đúng rồi, bạn Huyền Trang nào. Lúc nào mới chụp đây. Ok, vui này nhìn đây. Kỳ tư ai đẹp luôn, đây kệ xin. Dựa vai ở trên. Vui này đứng kia đó nha. Rồi, vui này nè. Má kia. Tay ra đây. Cái tay để nguyên nào. Ờ, nhìn này, rồi. Rồi, trở lại. Vâng, em live stream. Nắng quá. À, quảng cáo cho cửa hàng. Em đi chơi. Ngồi bảo hai người, một người tưởng sai vào, người sai vào. Ngồi đây bạn ơi. Đặt nhẹ tay lên vai á. Xem cái kìa nè. Anh nhìn xuống hoa mình đầu xíu luôn. Rồi. Mấy bên vai đẹp quá. Cho mọi người xem hy sinh vì nghệ thuật rất là nắng. Tụi mình đang chơi đây. Chân chị để lên. Đấy, ví dụ trên bao nhiêu chụp ạ? 7 áo bao nhiêu? Thảo ơi, người em đẹp tôi. Đây là anh thợ chụp mà béo nhất cửa hàng. Cái hơi dở. Anh ơi, áo bạn này cũ. Lan ơi, nhìn đồ này nhá. Anh Thương ơi, đi đâu vậy? Mặt đồ. Đi đâu vậy? Thôi đi đâu. Trời ơi, má nội. Cẩn thận mà chị ơi, sao bây giờ? Vui lắm anh ơi. Lại bắt đầu live stream. Đây là truyền hình thực tế, không phải live stream. Xin chào Kim Thơ. Nhanh nào, nhanh. Ok, mọi người ơi, mình đang ở đầm sen Hồ Tây nhé.
Thật là các bạn nọ là cũng mấy tập chụp. Ừ đấy. Không thể hỏi mình được mà các bạn. Chú Hưng à, khách đâu chú? Khách nào? Kìa. Áo đỏ đứng lên ngoài đây. Đâu ạ? Lại hôm nay sao nữa? Em gái, ngồi thử lưng nhá, thử lưng lên. Tiếp đi. Ok, có bỏ cái băng vàng đi em ơi. Có bỏ cái băng vàng đi, cái nhịp vàng đi. Bước đi. Nhà mình ra đây, ra đây luôn. Ra trong đầu, trong tối luôn. Xin chào bạn Lan Vi, đứng vừa đây ạ, ngoài này như đang lễ hội vậy. Mọi người có thể xem này. Xoay mặt lại đây một tí thôi. Xin chào Thi Nguyễn. Thi Nguyễn đây, mình đang ở Đầm Sen, Hồ Tây ạ. Để tay ở mình đang ở Hà Nội bạn nhá. Ở bụng em này, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Ở nghiêng đầu gì nữa. Ở mắt nhìn đây em ơi, mắt nhìn đây em ơi. Rồi nha. Đấy, kìa đây nha, nhìn đây em ơi, nhìn đây, nhìn đây. Quên thì quên. Cố gắng thẳng cái lưng lên tí nữa là thẳng cái lưng lên, lưng cái cằm lên một chút, lưng cái cằm lên. Rồi từ từ đã nha. Đúng vừa thôi, đúng vừa thôi. Ok, chơi chơi đây. Nhìn đây. Cầm anh ơi. Cầm nó này, cầm nó này. Ok, nhìn xuống qua đi em ơi. Ok. Đúng rồi, đúng rồi, chẳng bổ lên nào. Nhìn nhẹ xuống thôi, rồi cười lên. Cái nữa này, một, hai cái. Nhìn xuống tay đây à. Em ơi, em vén cái tóc qua bên này cho anh ấy. Vén hết cái tóc đằng sau ra bên kia ấy. Nhìn đây. Bên trái qua bên phải đi. Rồi, vén qua mắt tạ đi. Đúng rồi. Đây này em ơi. Dừng lại, rồi, bé lên, ơi, nhắm mắt rồi, bé lên ra, rồi, đúng rồi, bé nút cái tóc đi, bé cỏ tóc ấy, bé nhà sẽ cái đeo đấy, anh cứ cho, hất lên sau cổ đi em ơi, đây, ok, nhìn xuống nhanh nào, rồi, cười lên, thẳng lưng lên, đứng lưng lên, đánh hông á, rồi, ok, anh này người nhà mình mà, đi xuống vai. Đúng vừa thôi. Ba.
trong kia còn. Ôi, em ơi. Để đầu. Em bảo em để một xe lên trên vai. Rồi em. Có kia. Okay. Không có tường để mà úp ấy. Có đâu mà úp. Em ơi. Cô giáo mầm non à? Đây là cô giáo mầm non. Có mỗi sen để úp vào thôi, chả có cái gì để úp vào hết nắng đâu. Đấy, ngồi đấy, ngồi cỏ đi em ơi. Em lấy chồng chưa? Em chưa, thế này ít nữa đi chụp cảnh cưới nhá. Anh khuyên em một câu là chỉ có chụp trong ấy thôi, trong phim trường thôi, đừng ra ngoài trời. Ra ngoài trời mắt em không nhìn được các về ảnh cưới xấu lắm. Được chưa? Cứ chọn phim trường mà chụp. Đấy, lời khuyên thật sự đấy. Không ra ngoài trời về sau là mặt nhăn này, mắt thì không nhìn được này. Bảo nhìn mấy ảnh thì ô em ơi, anh ơi em nhìn chụp đất cho mới đẹp. Nhìn cố nhìn là chảy nước mắt. Vâng, mặt yếu quá. Tối về lại 12 giờ 1 giờ cắm mặt vào điện thoại thì nhìn cái mặt đã biết rồi. Kiểu gì cả thế? Bảo sao mắt nó yếu? Chúa, nhà mình có con là đi chụp yếm thôi. Rồi, được rồi, yếm tay rồi nhưng chưa chụp. Rồi thẳng lên lên em. Rồi. Em ơi, gợi hướng được cong mông lên. Đúng rồi, sao mặt tay em ơi. Từ nha. Nghiêng cái đầu bên này một tí nè. Bên này. Đó, nhìn đây. Đó, đúng rồi, xin rồi. Từ nha, được rồi, đẹp quá, xin rồi đấy. Nghiêng nha. Từ nha. Nhìn xuống sen đi em ơi. Rồi, đừng cúi quá. Rồi, được rồi, đấy, đẹp rồi đấy. Rồi, cái tay bên phải kia vén nhẹ cái tóc ra một tí. Đấy, cứ để cái tay ở đấy. Đấy, đúng rồi, ok luôn. Nào, cười cho anh gái thế nào em ơi, cười xinh thế nào, nhìn đấy. Từ nha. Rồi, nhìn đây em ơi. Chào Vân Anh, sao ảnh mở quá. Vân Anh ơi, chắc là do mạng đấy ạ. Anh Vân Anh chùa. À đây đây ạ, à. Từ đã lên cái này, đợi, yếm trắng đi. Ngoài đấy mạng rất là kém. Mộng to qua đứng chật cái đường. Đấy, nhìn em ạ. Làm cười hở răng ra thế nào, làm xem răng có xấu không. Không xấu cười hở ra thế nào. Hai tay để trước đường nào. Làm cười thế nào. Cái này em ạ. Cầm hai cái quai này. Ôi, quay mặt đây. Chị ơi, cho em nhờ gì chị ơi. Cầm thấp, cầm thấp cái tay xuống dưới. Cầm cầm lên, đúng rồi. Nhìn đầu đây. Để cái xe nào đấy, để cái xe là chỏ chữ cỏ ấy. Ok, nhìn máy này. Rồi, chống cả hai tay đằng sau lưng. Đấy, chống xuống, đúng rồi, ướng ngực lên. Ok, cái đầu nghiêng bên này này, cái tóc có rơi. Đấy, đúng rồi, nhìn nha. Thất để cầm lên. Nhắm mắt này em ơi, rửa mặt lên trời ấy, nhắm mắt vào. Alo ạ. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Dạ vâng, anh ấy có nói rồi ạ, chị đang ở đâu đấy ạ? Dạ vâng ạ. Thì mình bắt xe ra Sen Hồ Tây chị nhá. Dạ có, bên em có chị ạ. Thế rồi. Tầm mấy giờ thì mình qua được cửa hàng hả chị? Bỏ tay chụp thì hết thì kia thì lấy đâu là cái tay kìa, cái tay một tay đặt rồi rồi cười chê luôn. Làm xe hợp cho người ta nhìn. Dạ được chị ạ. Cái tay là từ Mỹ Đình ra bên này cũng gần chị ạ. Còn gì nó đẹp. Anh em lên. Tôi chụp với các ông chụp cái nói nhiều ấy nhỉ. Thẳng người lên nào. Quay mặt tí nào, cười luôn. Nhắm mắt đi. Rồi, dạ vâng ạ. Thế lúc nào chị qua chị điện cho em nhé. Cái tay kia dấu đi. Sen thật đẹp. Cảm ơn Hà Đinh nhìn này. Sen nở rất là nhiều rồi đấy ạ.
ngồi xuống nào, cầm một cái lá sen đi, vặt đi, vặt đi, vặt bớt đi, vặt bớt đi, không rồi ok nào, xe cái đẹp cái lá sen. Xin chào Trang Trang, vì bắt thỏ chân xuống nước. Đây mình sẽ đi theo bạn này. Nhìn anh cười xinh nghiêng đầu đấy. Đúng rồi, thế nhá, ok đúng luôn. Đây bạn này rất là xinh. Mẹ mại tí. Đầu cả. Đi đâu vậy anh? Anh đang lấy cái ống kính. Cảm ơn bạn Toàn Văn. Nhìn đầu, nhìn lá này. Cao lá lên. Nhìn đầu xíu, nhìn thấy cái lá nào. Bạn đợi anh ấy một lúc nhá. Anh ấy đi lấy ấy đấy, đi lấy ống kính đấy ạ. Sen Hà Nội đẹp quá, cảm ơn mọi người nhá. Sen đang nở và rất là đẹp ạ. Đây mình cho bạn xem nhá, bạn ấy rất là xinh. Chào Mai Mít. Đúng rồi ạ, địa chỉ bên mình là 131 Cầu Giấy bạn nhá. Lát bé xuống dưới đây cũng đẹp. Lên thuyền đẹp mà. Xin chào Toàn Văn. Chị ơi, nhà mình tên gì nhỉ? Tự nhiên nhá, hất tóc ra bên sau đi. Chạy rồi. Đúng rồi. Kiểu gì cũng đến đây. Bạn cầm điện thoại không xinh một chút nào đâu ạ. Xin chào Vân Anh. Rồi thế anh đẩy xích ra cho em gái ra ngoài góc đằng kia cho em nhé. Xin chào bạn Bình Yên. Đúng rồi ạ, mình đang ở Sen Hà Nội đây ạ. Rồi thế em đây gái. Đây là chúng ta ở đằng Sen Hồ Tây bạn nhé. Nhìn đây. Ok, em cầm nhẹ nào, em cầm nghiêng chút xíu. Rồi mắt nhìn anh đây. Anh ơi mát quá. Em có đem cái mặt nhìn đây cho anh à. Vâng, em đưa mắt nhìn lên phía trên cho anh luôn. Em ơi, nghiêng náng một chút xíu nào. Ok, mắt nhìn cao lên trời. Đéo nhìn thì sao? Cao lên em ơi. Đi xuống, đi xuống. Đi xuống, đi xuống. Em ơi, mắt nhìn cao lên cho mắt to lên. Đi xuống. Em nhìn cái bông sen ấy, em nhìn bông sen đó cho anh. Rồi, thế thôi. Nữa cho anh em bỏ lá sen xuống, bỏ lá sen xuống. Rồi, thế thôi. Em cầm cái lón cho anh. Cầm cái lón của em ấy. Chuyển ra nhá. Rồi, để phía trước. Đẹp quá, cảm ơn bạn Tâm Đạo. Đó, em nhìn cái bông sen cho anh. Rồi, đẹp. Tuy nhiên, em nhìn lên bông sen của em. Rồi, chuẩn rồi. Nhìn góc mặt nhìn lên bốc sen cái nhá em nhá. Xin chào Vân Anh. Em ơi, nghe giọng nói là biết đẹp rồi. Okay. Vân Anh ơi, à, không hề xinh đẹp một chút nào đâu ạ. Góc mặt rất là tốt nha. Hiện tại thì mình đang quay một bạn rất là xinh. Okay. Rất là ghen tị. Nhìn anh đây cái em gái luôn. Rồi, vui lên. Em để tay chéo nhẹ nào. Đó, em nhìn xuống vai của em.
Rồi chuẩn rồi. Em kéo cái tóc của em một chút xíu, đẩy cái tóc mái bên kia cả. Không không, cái tóc ở mai thôi. Cái tóc nó đang che ngang cổ ấy. Đó. Rồi thế thôi, em nhìn xuống vai của em nào. Rồi đẹp rồi. Đẹp. Cảm ơn mỉm cười em gái nha. Rồi Diễm Nhiên. Bạn này xinh quá. Ok. Rồi em để cái lón bên cạnh của em. Tay em cầm vào tóc một chút xíu nào. Rồi chuẩn rồi. Thế thôi em nhìn. Rồi đẹp nha. Kìa chút. Em ơi, em cầm tóc em phải nghiêng góc mặt. Rồi thế nhìn anh đây. Tay mềm nha. Rồi đẹp luôn. Rồi vui. Để cho anh nha. Em nhìn xuống cạnh thuyền cho anh nào. Nhìn xuống. Rồi đẹp rồi. Ok, khép môi mỉm cười cho anh nha. Khép môi mỉm cười cho đẹp nha. Rồi. Xem cái khăn này, nhìn cái chấm môi của mình ấy. Ok, vui nè. Cầm cái đầu khăn này chị. Rồi, đưa mai, nhìn anh em ơi. Đấy rồi. Em gái nhìn anh. Rồi, ok xinh. Rồi, mắt nhìn này. Rồi, vui nè. Xin chào Toàn Văn. Toàn Văn ơi, có dịp thì mình ra Hà Nội ghé qua cửa hàng nhá. Ok. Đây, nhìn kiểu chấm lên, nó khép khép. Tại mình đứng khá là xa đấy ạ. Một lát nữa các bạn sẽ phải đẹp lắm. Anh kia. Em cầm kéo sát bông hoa vào em. Anh mặc áo đỏ đỏ. Nhìn xuống, nhìn xuống. Không, nhìn xuống hoa thôi. Kia chị ơi. Nhìn xuống hoa. Nó hay nhiều quá chứ là sẽ mặt mình rồi. Đây mặc quần ngố đấy chị, mặc quần ngố áo đỏ mận mận đấy ạ. Đó đang ngồi cầm cái mũ đấy ạ. Nhìn anh đây cái em gái ơi. Gái ơi, nhìn anh gái ơi. Rồi anh đẩy sát hoa một chút mặt em này. Rồi thế, nhìn có mặt à. Nhìn có mặt. Rồi thế rồi. Em môi nhắm mắt vào. Em tựa vào nhắm mắt. Em đẩy cái hoa sát vào khuôn mặt em. Rồi nhắm mắt. Cầm ok. Rồi tốt rồi, thế thôi, chuẩn rồi. Ok, đấy, nghiêng đầu bên này. Đúng rồi bạn ạ, rất là nhiều ạ. Hôm nay rất là đông này. Mời có thể xem nhá. Nhìn anh đây cái em. Đấy, nhìn anh. Khá là đông. Rồi thế. Tĩnh Thanh, Tĩnh Thanh ơi, địa chỉ bên mình là 131 Cầu Giấy, Hà Nội nhá. Rồi nhìn xa lên phía trên một cái luôn. Rồi tốt rồi. Đi theo hướng này nào. Ok. Lên đây nội lướt cho anh. 1, 2, 3 này. Cho. Ok, đẹp luôn này chị ơi. Bỏ xem cái khăn đấy nha. Rồi. Hả? Ok. Sao em? Tay trái lên là chấm băng màu. Em nội lướt. Mắt mình này. Nhắm mắt nào. Tay này chị ơi. Anh Lâm. Ok, nhắm mắt nào. Rồi. Chưa lên chị nha. Rồi, 1, 2. Rồi anh Lâm, em đứng gần em sợ quá à. Đấy, cầu chê. Cảm ơn Vân Anh. Rồi nha. Em ơi cho chị đưa tiền nhá. Rồi nha nè. Còn chị à, bắt em à. Người đâu? À đâu? Bạn bè. Rồi nha nè. Người này cười nha. Đẩy cửa tiền nào. Rồi mắt nhìn theo cửa tiền này. Rồi nhắm mắt nào. Rồi 1, 2, 3 này. Bây giờ lối nước đâu anh Lâm? Đi vào em sang nhá, em sang bên kia nhá. Cho em ơi, chị ơi. Em ơi chờ anh tí nhá. Cho em Tự do. Mình mạ tay thôi, cái tóc nào cũng tóc nào. Anh ơi, không mượn đâu. Mượn. Mượn không mang về đây trả. Cô ơi, cô này. Xin chào Thúy Bùi. Thúy Bùi ơi, mình đang ở Sen Hồ Tây ạ. Là chấp tay lên xuống một xíu nào. Nhắm mắt vào hít đi.
Ok, nhìn đây nha, tươi này. Tay để vào ấy tí. Hai tay cầm vào cái khăn đấy. Cầm vào khăn, cao lên tí, hai trên tay dưới. Đó đó em xuống này ở trang. Cứ xuống đi, lộ xuống đi em. Đấy cô chơi bắt treo cho cả hai đội trò đi con. Đấy là thế, ôm nhẹ sau mẹ đi. Đấy, đấy, đúng rồi. Bắt treo là sao mắt bắt người chị ơi. Ơi. Đấy thế, bắt gì đây. Đấy, ba người. Thưa bác nào, tay cầm lên, tay bác này lên, đúng rồi thế. Cao nó đi vào, ok, 1, 2, 3, 2, 4, 2, như vậy con ngồi xuống được con. Cố lên nhá, chỉ làm mắt nhìn trời em. Đấy cho đấy, cho đấy. Cố lên, đừng chung, cố lên gái nó, ok. Thế nào, ngồi gần nhau. Đấy còn ai chưa chụp khen của mình nhỉ? Đấy thế, cố lên nhá. Nhìn này nhìn đây đúng không, ngả lưỡi vai. Rồi thế thôi em ơi, em bỏ lá sen xuống cho anh, để xa ra đây. Em cứ để lá sen ra đây. Rồi thế thôi, em đi, đây đi bên này em ơi, đi vòng qua cái lá đó. Đấy, cố lên. Chị ơi, muốn không bỏ không ấy. Sáng rồi, đây, em nhìn đây cho anh nhỉ. Em cầm hoa đi, cứ cầm hoa, không phải cắm hoa. Cầm cái bông hoa to đây cho anh. Rồi, đẹp rồi. Nhìn anh đây em ơi. Xoay người đây. Rồi, em gái nhìn anh nhỉ. Con bảo bác. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, em bỏ hoa đấy xuống, bỏ bông hoa đấy xuống. Mắt bác đâu đây? Mở đây. Bác xoay mặt vào con gái. Anh Lâm thật bá đạo. Đưa chặn vào má con. Ok. Rồi em ngửa bông hoa đó lên cho anh. Rồi thế chuẩn rồi, em nhìn xuống hoa đấy luôn, nhìn xuống bông hoa. Rồi đẹp luôn, rất là xinh nhá. Đóng mặt đó đẹp rồi. Nhìn mắt xuống đấy còn luôn. Đẹp. Nữa cho anh nhá. Rồi chuẩn luôn. Cười xinh xinh em gái. Rồi nghiêng mắt nườm anh nhá. Rồi cười xinh luôn. Em cố gắng nè, đẩy ông nè, nghiêng vai. Rồi chuẩn rồi, thế thôi nhìn anh. Rồi em nhìn nhẹ xuống bông em, bỏ hoa đấy, bông hoa đấy. Rồi vui vui nè. Đúng rồi, mặt bác nhìn xuống bác để tay đây vui vui nè, chuẩn rồi. Ok, khép môi mỉm cười cho anh nha, đẹp. Bạn gái làm mờ mờ. Rồi chuẩn luôn. Nữa cho anh nha. Em gái nào. Em gái em đẩy sát hoa lên. Ok, lên đi. Ok, đẩy sát hoa lên khuôn mặt của em ấy. Nữa sát nào. Lên nữa lên. Ok, rồi chuẩn rồi, em nhìn xuống. Ok, bác gái quay mặt bên này đúng không nhá. Rồi vui vui, rất là đẹp nha, đứng yên. Ok, em nhắm mắt vào cho anh. Nhắm mắt luôn. Rồi đẹp luôn. Nón trả cô okay, đi. Ok, nhìn anh đây cái em gái. Em đẩy cái tóc đuôi tóc phía bên kia thôi. Kéo nhá. Đó, chuẩn rồi. Ok, nhìn xuống. Ok. Ý Đức Ý Hương chụp đi. Rồi, đẹp. Chào Nga Vũ. Đuôi đi. Em gái nhìn anh. Hãy chú cầm một chút. Ý Đức chụp đi. Hướng ra mắt to. Nhìn anh đây. Em tựa vào nhắm mắt cho anh. Xin chào mọi người, mình đang ở đầm sen Hồ Tây nhá. Và nào có nhu cầu chụp có thể ra ngoài này, sen nở rất là đẹp ạ. Bạn mình rất là xinh. Ok chuẩn rồi. Em bỏ bông hoa đấy xuống cho anh. Em quay lưng lại anh. Hoàng Hồng ở chỗ nào bạn ơi? Hoàng Hồng ơi, mình đang ở sen Hồ Tây ạ. Để xuống em. Rồi chuẩn rồi. Được, không sao. Em xoay hẳn lưng này anh nhỉ. Quay lưng này. Rồi. Như á. Bên nào cho thoại. Cho em một kiểu nào. Rồi em gạt cái tóc ra một chút. Rồi được rồi. Để anh chụp lưng thôi. Em quay lưng này anh. Rồi em ok chuẩn rồi. Thế thôi. Có em vẫn đang ở trong đám lá. Rồi chuẩn rồi. Em cầm cái lụ thôi cho anh. Bỏ bông hoa đấy đi. Em bỏ bông hoa xuống bên dưới. Em cầm cái lụ đó thôi. Bên cạnh của em ấy. Em quay lưng lại em. Cảm ơn bạn Chi Phương. Bạn ấy hôm nay rất là xinh. Cố gắng căng ngực lên nhá. Đứng yên đó. Rồi đẹp luôn. Ok. Xoay khuôn mặt với anh một tí là đẹp. Rồi chuẩn rồi. Mỉm cười chút xíu em gái nhá. Đẩy căng ngực lên nhá. Rồi. Ok đẹp. Anh em đỡ nhẹ lên. Để em nhìn thấy cái tay. Đỡ lên cái bông lụa sen một chút nữa. Rồi chuẩn rồi. Ok đẹp nha. Nhìn em này. Cười chút xíu em. Vui vui lên. Chị khó thôi, thả mắt thấy không.
Này gái kia nhìn anh đi, cái em gái ơi. Gái nhìn anh nào em ơi. À, Tùng cao chụp hình đẹp nha chị. Gái xanh không mặt nhìn vào vai của em. Rồi, chuẩn rồi. Cảm ơn mọi người. Tay để xích lên kiểu nghiêng nghiêng đầu ra. Mọi người ai muốn một bộ sen đẹp thì có thể qua đây nhá. Sửa vai nghe. Hoặc có thể để lại số điện thoại thì bên mình sẽ tư vấn chi tiết nhá. Cởi cái dây áo ra cho anh. Cởi dây. Không được, tay em để như thế, tay để như thế. Rồi, xoay vai với anh. Hai tay em ôm. Rồi, ngửa người như này. Xin chào Thu Huyền. Okay. Thu Huyền ơi, sau video trực tiếp này thì bên mình sẽ inbox chi tiết cho bạn nhá. Rồi, Huyền. Rồi, chuẩn rồi. Em rộng tay ra. Chị Hương nhìn Đức đi. Rồi, chuẩn rồi. Thế thôi. Đưa cầm lên em ơi. Em gánh như hiện tại thì ở ngoài này rất là nắng các bạn ạ. Nắng lắm luôn ạ. Em đứng sau cái lụ đi. Lụ đang che người em đứng ở giữa cái lụ đó cho anh. Không nhỉ. Chị kia xuống nước là rất là dũng cảm. Rồi ok. Rồi thế. Bây giờ ngồi đi. Rồi ôm bà gái. Rồi chuẩn rồi, nước cam lên nhắm mắt. Rồi nhìn anh đi cái em gái. Em gái nhìn anh. Rồi vui lên. Rộng tay ra đổ vai với anh. Rồi xoay cho mặt lên. Rồi vui lên. Okay. Em nào, tay em cầm nhẹ tóc một chút xíu nào. Rồi đứng yên. Rồi em nhìn ngang nhẹ chút xíu. Rồi đẹp rồi, thế thôi. Cái tóc ở vai phía sau một chút em. Em chỉnh nó đều. Phía sau em đẩy tóc ra một chút. Rồi chuẩn rồi, thế thôi. Em đưa mắt nhìn xuống. Rồi đẹp luôn. Vui lên cái tay mềm đây em ơi. Cái tay mềm lên, cửa tay chút xíu nào. Ok rồi, thế đẹp rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Ok đẹp nha, nữa cho anh nha. Cầm cái lá phê em ơi. Ok, đưa mắt nhìn anh một cái luôn. Rồi vui lên. Ok nha. Em chỉ cởi mỗi cái dây ra thôi. Em cởi hai cái nút dây áo ra cho anh. Nó không tụt đâu. Chị ơi không phải lo okay. Đâu. Em ngắt cái lá sen cho anh cái nào em ơi. Ngắt một lá sen đi. Cái lá sen em che trước người em là được. Chị hai cái lá đằng sau ấy. Trần Tâm, xin chào Trần Tâm. Trần Tâm ơi, ở đây không có đĩa đâu. Hai đứa kiểu nhìn ra kia chứ đừng nhìn người lắng. Rồi thôi, xe lắng thôi. Ok, nhìn anh đây. Cô thứ nhất sắp xong rồi. Cứ cầm sắp sắp để đi em ạ. Cầm cái rồi em gái cũng qua đây em ơi. Em qua tiến đây cho anh. Em té nước cho anh nhá. 1, 2, 3. Chị Hương ngả vào vai Đức gì. Rồi thế. Xin chào Phương Nam. Rồi em cầm em ơi. Em gái nào. Em té nước cho anh chị. Rồi thế cũng được. Hai tay chống vào em ơi. Chống vào đùi của em chút xíu. Rồi thế nhìn anh đây. Đấy nhá, đẹp đấy. Nhìn đây. Khi ta bó sen lên người thì mông lên nha. Để sao xuống đất cho chiều xéo. Điên đó, điên. Rồi mắt nhìn này. Rồi vui. Không thì hẳn. Lan Hương dưới nước kìa, sợ lắm. Lan Hương ơi xuống nước, cảnh rất là đẹp ạ. Rồi thế thôi. Rồi thế thôi. Chuẩn rồi như này. Đức nhìn hầu yếm mà nhá. Cố gắng đẩy cong mông lên cho nó có đường cong. Đức cũng ngả ngả ra đâu. Rồi thế. Vui lên. Cái tay kia để mềm ra đùi em ơi. Cho cái lá chắc xuống một tí chuẩn rồi. Ok. Rồi đây. Em tè nước cho anh một cái nữa này. Lại kiểu đấy nhá. Lên đây chút xíu. Rồi ok. Rồi tốt rồi. Một tí. Em tè xích ra phía ngoài này chút xíu anh ạ. Đó. Cái này anh bảo 1, 2, 3 thì em tè nha. Ok chuẩn bị 1, 2, 3 tè đi em. Rồi. Cười sướng lên, cười hám hôn thôi nha. Đức che cái lá nhìn mặt. Xin chào Lan Hương. Lan Hương ơi, mình đang ở đầm sen Hồ Tây ạ. Che kiểu như kéo, che như trước rồi. Tay kia để vòng tay phía sau. Nhìn cái bóng của nó. Ok đẹp luôn. Nhìn anh đây. Té nhìn anh nha. Rồi té đi, té đi em. 1, 2, 3, chương 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Té đi, té đi. Rồi, chở đi. Nhìn em này đấy. Nhiều nước em ơi, cả hồ nước té như thế. Rồi nhìn anh. Rồi. Rồi vui nè, chở rồi. Nhìn anh đây, nhìn anh đây. Té gần gần thôi, đừng té xa quá. Em ơi, té ngược nó lên thôi. Té vào anh ý, té vào anh thì bày đấy. Rồi đẹp nữa. Để cho bay nước trước mặt em ấy. Rồi nhìn anh đây một cái nữa đi. Rồi tiếp một cái nữa. Rồi bước đây anh ơi.
Ok, ngon rồi. Bình tĩnh thôi. Nó cũng ngồi lại lên nữa mà. Đây cổ. Lái ơi. Em ơi. À, lũ sen ở đâu em ơi? Em ơi. Thế cái này đẹp nhờ. Quên lũ sen rồi à. Luôn lá à? Lá này là lá. Ok. Đẹp quá. Đây, nhìn cô ấy nhé. Vâng. Lên rất là xinh chị ạ. Cho em xin một điểm tựa coi. Okay. Đây, em kéo. Em đi cầm em đâm thẳng ra cái bông hoa. Ok, rồi em ơi. Em đang đợi cái nón của ai vậy? Cái nón của chị đúng không? Nón của cô kia chụp, cô kia đang chụp. Cô đi xong rồi, còn cô nào nữa, anh cho cô này chụp. Em tưởng là cái cô của anh Lâm. Cô Lâm kia xong rồi mà. Anh Lâm, anh có cần nón không? Đấy, thấy chưa? Nhanh, chúng ta còn yếm nữa đấy. Còn à? Còn yếm mà. Lỗ chứ. Đang chờ chụp, cô xong rồi đi. Rồi ok nào, hai tay thì bắt ra sau lưng nào. Căng thẳng của mình kia rồi. Nhắm lại em ơi. Xem qua với nhé. Đúng rồi, hít sâu. Để dài tay ra làm sao mà làm yên mùa đấy. Tay mùa thì đi. Đây rồi, em đây rồi, chị đâu, chị đâu rồi. Ra đây xong rồi chả thấy đâu nữa. Đưa cho anh nhá. Đúng rồi. Quay kỳ đoạn em xuống, quay lượt đi. Trái xuống. Nữa, phải cao lên. Nói nhìn đây, cười đi đây. Nhìn nhau vậy đâu. Nhìn nhau. Nằm ơi, không. Con muốn ta làm quen chưa? Bới cái hoa ra đây rồi. Mai lại đi chụp tiếp. Đâu vậy anh? Ok, rồi chờ tí xíu em không quay mặt rồi. Rồi dính em, dính em. Rồi ok, em gái nhưng chậm đầu vai chậm. Rồi chưa? Rồi nhắm mắt mà. Rồi đẹp. Tiếp cho anh nhá. Ok, chị gà, à, anh trai ôm tay vào, ôm vào eo chị một cái thôi. Anh quay lưng lại em, ok. Anh quay lưng lại. À, xin chào bạn Khoảng Lặng. Khoảng Lặng ơi, chỉ với 299k cho một người là mình đã có một trọn gói chụp sen rồi nhá. Các bạn có thể để lại số điện thoại, bên mình sẽ gọi điện tư vấn chi tiết ạ. Anh Lâm, anh có bé kia về rồi à? Xong rồi đấy ạ. Bây giờ mình sẽ quay để mọi người thấy nhá, rất là đông. Ủa đi, có nông rồi. Đứng lên thì thấy hai tay đã. Phải đứng ngược cái này là Nguyễn Cầu á. Xin chào mọi người, mình đang ở Đầm Sen Hồ Tây nhá. Đây là ekip bên mình này. Đây là bạn Thương Lợn, nó béo nhất cửa hàng. Đâu, đấy mới rồi. À, khách, bạn khách rồi. Đang can lộ lộ ở kia. Đang can lộ lộ. Nó ngã bây giờ. Đang không mặc gì. À, đây là... Đây là... Miệt Dương công tử. Đây là bạn Dương. Tôi biệt hiệu là Liên Dương. Không chuyển nữa à? Đâu à? Ồ, có cá kìa. Xuống đi. Không ngã. Các chị ơi. Đấy, lại. Có thuyền được không? Có thuyền được không? Chơi thuyền. Mạnh mẽ lên. Có thuyền nhưng mà từ. Xuống đi, đằng nào lội nước mà. Đi chụp mình đã, đi được rồi, thay xong chú ba, đi.
đi chụp mình đi. Xuống đi, xuống đi. Sợ là tí nữa tiền ra thầy thì chị ba sẽ chụp. Xuống đi, ba đứa cùng xuống luôn, muốn đứa góc. Hai người xuống trước đi, đứa kia ra. Đứa đâu? Xuống đâu nào? Xuống này à? Kia ra kia sợ chị. Đây là ai đấy? Chỗ này này. Chỗ này hôm qua anh nội rồi, lồng lắm, nửa mét. Em ơi, đấy, xuống đây, ở đây không có đĩa, ở đây chỉ có ai thôi. À, không phải đâu bạn nhá, hoa sen rất là nhiều đây này. Xuống đây. Đây mọi người có thể xem nhá. Sen nở rất là nhiều rồi đấy ạ. Đây. Sao? À, khuôn mặt rất là quen thuộc của Sophia. Ôi trời đất ơi. Ôi trời ơi. Chị ơi, anh ấy bảo rất là nông, chỉ nửa mét thôi ạ. Không sao đâu em ơi, người nào anh ở nội đây. Xin chào bạn Thúy Huỳnh. Thúy Huỳnh ơi, em đang ở Đầm Sen, Hồ Tây ạ. To nhỉ, sen to quá. Nở đẹp chứ nhỉ. Lúc này đẹp. Ok, bỏ cái áo đi. Em cái áo vàng ơi, đứng sang bên kia cho anh. Áo vàng ơi. Em ơi, bảo bạn mình đứng sang bên kia. Thằng kia. Em ơi. Chụp áo đi, bỏ áo đi. Chung mà, đang chụp chung mà. Chung mà đâu. Ok. Ơi, mình đang mua sen nhá. Mình hãy nhanh tay để có một bộ ảnh với sen đi ạ. Chọn gói bên mình chỉ với 299k thôi là mình đã có một chọn gói đi chụp sen rồi ạ. Đẹp quá, cảm ơn bạn. Đúng rồi ạ. Mọi người ơi, những ngày nghỉ lễ mình có thể ra ngoài này nhá. Mùa sen thì rất là nhanh thôi ạ. Mọi người ra làm bộ ảnh với sen không hết mùa mất ạ. Tại sao đến nhau ấy? Sao tại nhau cho đến em có giết anh bây giờ. Con này của Tuyết mà. Anh mũ kia rồi. Không. Đổi cho anh. Em có cần phải 2, 3 cái mũ không? Có cái mũ kia rồi, nó có bằng người em đâu. Không. Thôi cho đi xoạc. Bắt chân Nguyên. Thôi bắt chân. Chuyện đi, xin chào bạn Phương Thảo. Phương Thảo ơi, chị với chọn gói 299k bên mình ấy. Thì bạn đã có một chọn gói đi chụp sen rồi. Cắn hoa đây, cắn hoa đây. Ngập môi vào hoa ấy, mỗi người là một cánh. Một tay thôi, không cần tay vào. Cánh nào không nắng. Ngập vào cánh hoa sen cơ mà. Anh Dương, thân thiện lên. Người như được mùa đấy. Thôi thôi, tách luôn, tách luôn, tách luôn, tách luôn. Em ơi, cầm cái áo mình xuống đây thôi. Đứng yên, cứ đứng gần gần để cho đứa kia ra chụp chung đã. Phương Thảo ơi, 299k. Đứng gần gần đi một hai bước thôi. Đây, muốn đứng một bông này. Phương Thảo ơi, bạn có thể để lại số điện thoại nhá. Các bạn ấy sẽ liên lạc với mình. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đeo giỏ bắt cua chị gái ơi. Em ơi, đeo giỏ vào cổ ấy. Hai ngày xưa anh toàn đeo cổ. Ơi có nhá, xuống nước cũng có mà trên thuyền cũng có. Sao bên này không phải lo đâu ạ. Hình như cái giỏ đó. Lôi xuống đi. Đổi mũ cho anh. Không. Nắng lắm. Anh đổi cho. Anh nào chú à? Được chưa? Cháu đi vào chỗ khác bây giờ đây. Cái này được không? À được. Không muốn em. Không thân tương ái gì cả. Anh em làm cùng nhau. Cho kéo sang bên trái một tí nào. Cái giỏ ấy, cái giỏ chị ơi. Sao lại gọi anh chị? Chơi cầm ai cái cầm lá đây, cầm lá đấy đúng rồi. Phương Thảo ơi, địa chỉ bên mình là 131 Cầu Giấy, Hà Nội bạn nha. Anh cái nơi dưới bông xe. Này, đừng nghe nói em ơi, ba đứa nhìn anh nhở. Tay trái đặt cái giỏ. Áo vàng ơi, nhìn anh. Rồi nhìn đây. Áo đỏ ơi, áo đỏ ơi, nhìn anh. Kệ đó, ba thằng nhìn anh, nhìn anh, nhìn anh. Nhìn anh, áo vàng nhìn anh luôn, đứng ở đây này. Ba chị ơi, nhìn em. Hai tay bám vào đi, một tay bám một cái tà áo đi. Em bám tà áo này, rồi. Em không cần, em cầm giỏ thôi, đúng không? Em chống ông thì hợp với em ấy. Rồi, nhìn anh nào.
Ok, cho mượn này nhá. Tôi đang tụt một cái thôi. Em ơi, bắt nhá. Bỏ ra. Rồi, mỗi thằng một cái, đứng gần với nhau nào. Đấy, thằng giỏ, thằng gáo. Rồi, gần, áo vàng gần vào tí em ơi. Cho một hai cái rồi đi chụp riêng nào. Rồi, được rồi, kệ nó. Cái đấy chụp cũng phải để đấy đâu, nó ướt vào đầu. Rồi, nhìn đây. Thẳng hơn. Em hết tóc anh. Rồi, cả đứa, nào. Nhìn đây. Được rồi, vác gáo lên vai. Cái đấy ôm xuống nước. Rồi, nhìn đây. Đây, răng đâu hết rồi. Áo vàng ơi. Cái đều cái nào. Thế đâu rồi răng. Ok. Không mở được mắt à? Anh thấy mắt em vẫn mở mà. Là tiếp tục nha. Rồi, nào. Đứng tránh nhau này nhỉ. Em gái. Đứng tránh cái bông hoa súng ra. À, hoa sen nhầm. Tránh cái bông ngọn trên đầu ra. Đấy, đúng rồi, em cầm vào nó. Đứng gần nhau tí nữa, áo đỏ tiến lên đây. 20 mùa qua sọ rồi. Rồi, nhanh nào. Bỏ cùng ai. Rồi, cả nhà. Rồi, nhìn anh nào, nhìn anh một cái rồi đây đổi ra. Anh đây mà. Rồi, té nước, nghịch nước đi rồi đi. Rồi, chụp riêng nào. Đây, ông phải chụp loi nho nhất cửa hàng. Rồi, tung té lên, tung té lên. Bắt, để anh bắt. Yeah, đúng rồi, xuống đây này. Chờ giết anh bây giờ. Em áo đỏ tiến lên đi em. Em tiến lên đi. Từ từ cho nó lên cái, nó chìm quá. Rồi, nào. Không có đĩa gì mà to kia nhỉ. Rồi. Chị cái lá sen đi kìa. Mày chết đi chị. Rồi. 1, 2, 3 là. Thấp tay thôi, che mất mặt. Thấp ngang nước này thôi. 2, 3 là. 1, 2, 3 hát nào. Tiếp tục, liên tục. Nhắc nhở đây. Rồi. Hai tay đi áo đâu, đúng rồi. Liên tục, tát hết nước thì về. Rồi. Cạn rồi, thôi tôi xin. Rồi, một thằng một lơi đi. Bỏ đi. Cầm áo đỏ ơi, cầm áo đi theo anh. Làm cái gì nhỉ? Tạch đi. Không ra đây đâu, chúng ta chia tay thôi. Em ở đây đi. Anh cho cái cặp đi, 8 năm à. Ok. Sang bên này một tí. Bước nhẹ chân trái thế nào, đã chụp được cái nào đâu mà chỗ này với chỗ nào. Thẳng lưng. Rồi, người đẹp. Đứng gần bông hoa cho anh gì nữa. Bỏ chân ra chị, bước một chân lên. Rồi, tay trái với nhẹ một cánh hoa xem nào. Đúng rồi. Tay kia bắt sau lưng. Thẳng lưng, okay, đẩy ngược, bao nhiêu đẩy hết thế nào. Tay kia bám vào luôn. Răng đâu, ngược cầm lên cho em tí nào. Ok, không cười xinh luôn. 1, 2, 3 giữ nguyên nha. Không sửa nha. Nhìn thẳng ống kính nào. Ok, cúi cầm nhẹ nào. Nghiêng đầu bên trái. Nghiêng đỉnh đầu nhìn em này. Nghiêng đỉnh đầu thôi. Xoay má lên. Ok, nhìn thẳng ống kính luôn. Ống kính này, ngước mặt lên ống kính nào. 1, 2, 3 mở mắt luôn. Rồi, nhìn thẳng ra kia. Nhìn ra cái cầu kìa. Ok. Tay cầm vào nhau đúng không? Đấy, đúng không? Bảo này. Hai tay chỉ mở cái giỏ ra xem. Rồi, ok. Mở cái lắp giỏ. Đổ nước đi nó đi. Thả lỏng vai. Nhúng nước cho nó ướt cho em nào. Nhớ nha. Rồi, sát vào bông hoa. Đứng sát chân vào bông hoa. Ok. Sát chân vào bông hoa. Rồi. Vén cái tóc bên phải. Ok, mở. Tóc vào mắt. Mở ra. Đấy, thấy con cua trong đấy không? Nhìn vào đấy cho em nào. Lưng đây nào. Lưng nó xuống thuyền luôn nhá. 1, 2, 3, tung lên. Gáo nhà mình nói sao. Gáo tung nhiều vào. Tung thật là nhiều vào chứ. Đẩy người lên. Nghiêng đầu xíu nào, quay mặt lên chút nào. Nghiêng chân chị ơi. Nào, nghiêng đầu xíu nào, quay mặt lên chút. 1, 2, 3, tung lên. Ok, đẹp luôn rồi.
Ôi, cái nước nó ngã thuyền, lật thuyền. Làm thuyền luôn, đấy đúng rồi. Bảo nó lật thuyền thì không nghe cơ. Giá đó nhở? Rồi ok. Ê, qua cái nhà. Em không đi đổ. Cầm hoa xuống. Và ở ngoài này cơ em nhờ xíu nhá. Đi qua đi chơi hai chị em mua đấy một kiểu đá. Chị ơi mắc váy kìa. Hai mẹ con chụp luôn nào. Con thì nhìn thấy chó là đi bẻ rồi. Em còn chị ăn một bạc này, em biết chứ. Con đi mày nữa. Xem coi nhà xứ thì còn có những kiểu chụp đôi nét với nhà xứ nha. Đây rất là đông. Đó. Đặt luôn gì ạ?